xin chào tất cả mọi người. Nếu mọi người đang có nhu cầu muốn mua một chiếc tủ quần áo nhưng mà không biết là nên chọn loại gỗ tự nhiên hay là loại tủ thông minh, gỗ công nghiệp, vậy thì ngày hôm nay em sẽ nêu ra những cái ưu điểm của tủ quần áo gỗ tự nhiên. Mọi người hãy xem, cân nhắc và lựa chọn nhé. Điểm đầu tiên của những chiếc tủ quần áo được làm bằng gỗ tự nhiên, thứ nhất đó chính là ở phần chất liệu. Chất liệu này nó sẽ giúp cho sản phẩm có tuổi thọ hơn cả trăm năm. Còn đối với những mẫu tủ được làm bằng gỗ công nghiệp thì tuổi thọ rất là ngắn, cỡ từ 5 cho tới 7 năm thôi là sản phẩm đó nó đã bắt đầu xuống cấp rồi và mình phải mua một cái sản phẩm khác để mà thay thế. Như vậy thì nó sẽ rất là tốn kém. Và cụ thể hơn thì ở đây em đang có một chiếc tủ quần áo được làm bằng chất liệu là gỗ hương đá. Đây là một loại gỗ được nhập khẩu từ Nam Phi, là gỗ nhóm 1. Thì nó có những cái đặc tính rất là nổi trội. Thứ nhất đó chính là nó rất là bền. Thứ hai là nó cứng, chắc và nặng. Đó, cái vân gỗ thì cũng rất là đẹp nữa. Và đặc biệt thì những cái nguồn nguyên liệu gỗ tự nhiên này thì đã được bên em tẩm sấy rất là kỹ lưỡng rồi, cho nên nó sẽ không bị cong vênh hay là con ngót trong cái thời gian mà mọi người sử dụng. Và ngoài ra thì cái sản phẩm này cũng được bên em bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn, cho nên mọi người cứ yên tâm mà mình dùng nha. Và gỗ này thì nó sẽ có những cái đường vân rất là đẹp, rất là nét luôn mọi người. Nhìn nó như là vân gỗ đá vậy đó. Và một điểm đặc trưng của cái loại gỗ này đó chính là về cái màu. Cái màu thì có thể mọi người quan sát được ở đây là cái màu đỏ hồng, đúng không ạ? Thì cái màu này nó sẽ khiến cho mình khi mà nhìn vào mình sẽ cảm thấy là rất là dễ chịu và thoải mái, gần gũi với thiên nhiên. Và đây là một trong những cái ưu điểm mà gỗ công nghiệp hay là nhựa hay là kim loại thì nó sẽ không thể nào mà mang lại được cho bạn. Và ưu điểm thứ hai của tủ gỗ tự nhiên đó chính là về cái phong cách thiết kế. Đối với anh chị nào mà thích cái phong cách là cổ điển, có những cái đường nét hoa văn đục chạm đẹp như thế này á, thì không thể nào bỏ qua được cái chồng chất liệu gỗ. Tại vì chỉ có trên nền gỗ chúng ta mới có thể được đục chạm những cái hình ảnh mà như thế này thôi. Đó, thì ở những cái dòng chất liệu khác như là nhựa hay là gỗ công nghiệp thì chắc chắn là không thể nào mà đục chạm được như thế này rồi, đúng không ạ? Đó, và một cái tủ mà được đục chạm với những cái bông hoa họa tiết như thế này, đó thì nó sẽ làm cho cái không gian phòng ngủ của chúng ta trở nên đẹp hơn và bừng sáng hơn. Và ưu điểm thứ ba của chiếc tủ quần áo gỗ đó chính là bởi vì nó được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên, cho nên nó rất là an toàn với sức khỏe của người sử dụng. Và ngoài ra thì chất liệu này cũng đã được bên em tẩm sấy rất là kỹ lưỡng rồi, cho nên nó chống được hết những mối mọt, cong vênh hay là vi khuẩn nấm mốc. Và đặc biệt hơn thì đối với những cái chiếc tủ mà được làm theo kiểu cổ điển hoa văn như thế này thì nó sẽ không bị lỗi thời so với những chiếc tủ thông minh hiện đại mà sản xuất hàng loạt. Và như mọi người cũng biết thì gỗ tự nhiên bây giờ càng ngày càng quý hiếm, nhất là đối với những cái gỗ mà nhóm 1 như thế này. Đó, cho nên khi mà mọi người sở hữu được một chiếc tủ quần áo này á, thì cái giá trị của nó sau này rất là cao. Đó. Ok, và nãy giờ thì em đã chia sẻ cho mọi người biết về ba ưu điểm của một chiếc tủ quần áo gỗ rồi. Thì sẵn tiện đây, em đang có một chiếc tủ quần áo thì em sẽ giới thiệu cái mẫu này cho mọi người xem luôn ha. Thì cái mẫu này nó sẽ được làm với kích thước là ngang là 2m17, cao 2m17 và chiều sâu là 65. Đó, một cái kích thước rất là hoành tráng luôn. Và ở đây thì nó sẽ được chia làm 3 buồng, 4 cánh. Thì bây giờ em sẽ mở phía trong cho mọi người xem ha. Rồi, thì mình sẽ mở buồng đầu tiên. Đấy. Và buồng thứ hai. Đây. Như mọi người có thể quan sát được thì ở phía trong này nó sẽ có rất là nhiều đợp tủ. Và những cái đợp này thì mọi người có thể thay đổi là mình muốn kê ở phía trên hay ở phía dưới như thế này cũng được nha mọi người. Mọi người muốn thay đổi cái phần đợp này như thế nào cũng được. Đó, cái này là tùy theo cái sở thích của mình. Và phía trong này thì được làm rất là dày dặn với những cái thang đố này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Và với cái tủ này á, thì phần hậu, phần hông hay là đáy hay là nóc á, thì đều được làm bằng 100% gỗ hương đá được tuyển chọn vân rất là kỹ ha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái buồng thứ ba. Thì cái buồng thứ ba này, đây, nó sẽ có một cái không gian rất là lớn, rất là to ở đây.
Và ở phía trên mỗi buồng á thì nó sẽ có là một cái đợp, một cái cây móc để mà mình có thể phơi đồ được. Đó, đây. Thì thường là chỗ này mọi người sẽ phơi áo dài hay là mọi người có thể để áo vest vô đây. Đó, rất là tiện lợi. Và ở phía trong này thì mọi người có thể dễ dàng mà mình nhìn được những cái phần gỗ hương đá này. Đấy, vân rất là đẹp luôn. Phần cánh tủ này, khung rất là dày dặn. Cái phần khung này thì phải tầm cỡ 3 tới 4 phân. Và mọi người biết sao không? Khi mà mở cái tủ này ra thì em có ngửi được một cái mùi thơm thoang thoảng của gỗ. Thì đây là một cái tính chất là rất là đặc biệt của cái dòng gỗ tự nhiên này. Đó, nó giúp có thể là kháng được mối mọt hay là sâu bọ. Nó rất là ok luôn. Rồi, và ngoài ra thì ở dưới đây thì nó sẽ có thêm là một cái hộc kéo nữa. Nó rất là lớn để cho mọi người có thể có thêm một cái không gian nữa để mà mình lưu trữ đồ. Đó. Với một cái tủ quần áo mà thiết kế kích thước hoành tráng như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta để được rất rất là nhiều đồ luôn nha mọi người. Đó. Và những cái sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người là 5 năm và bảo trì là vĩnh viễn nha. Giá của cái chiếc tủ quần áo này thì em sẽ để ở phía đường link ở phía dưới. Nếu mà mọi người quan tâm thì hãy nhấn vào đường link để mà xem giá. Hoặc là nếu mà muốn xem trực tiếp sản phẩm thì hãy đến tại cửa hàng là 783 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân để mà mình xem hàng nha. Còn nếu mà có những cái thắc mắc gì về những cái sản phẩm này á, thì hãy liên hệ vào hotline 0889 420 949 để có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người ha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người ở đây.